Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã truy cập lại kênh YouTube của Quang Minh Audio. Và clip hôm nay, Quang Minh Audio sẽ lên cho anh em cái 3 cái mẫu rè đèn, 3 cái mẫu tubi rè đèn chính hãng của Suka Audio để anh em có thể lựa chọn cho mình những cái con rè đèn này về anh em có thể là ghép vào bộ dàn âm thanh của anh em. Đó, cái 3 cái mẫu rè đèn với chất lượng tốt nhất hiện nay chính hãng của Suka Audio. Đấy anh em nhá. Và hàng này sẽ bảo hành 12 tháng cho anh em, lỗi đổi mới. Đó. Và ba con rè đèn này với có rất nhiều tính năng khác nhau, phân khúc khác nhau để cho anh em có thể lựa chọn. Đấy, và cái mức kinh chế thì cũng khác nhau để anh em có thể lựa chọn cho mình phù hợp với nhu cầu của anh em. Đó, với tài chính của anh em nhá. Đó. Và Suka Audio những cái mẫu rè đèn như này thì đã giới thiệu cho anh em rất là nhiều rồi. Đó, hôm nay sẽ làm clip tổng hợp cái ba cái mẫu này để cho anh em cùng tham khảo. Con đầu tiên muốn giới thiệu cho anh em chính là con Suka Audio Tupi T1. Đấy, một con rè đèn Tupi T1. Đấy, con này rất là nhỏ gọn này. Tôi đã cắm sẵn một cặp bóng phía trên này rồi. Đấy. Và một bộ sản phẩm này thì ngoài một con rè đèn, một cặp bóng, một adapter đi kèm. Đó, con này thì rất là đơn giản thôi. Đó. Tubi T1 đó được trang bị một nút nguồn, một nút nguồn gạt này anh em này. Đó, mặt trước được chưa? Trang bị một nút nguồn gạt này, lên xuống này. Đó. Công tắc gạt đó, trận và một cổng, một nút chỉnh bát, chỉnh chép. Đấy, và bên cạnh là một volume tăng giảm âm lượng. Đó, rất là nhỏ gọn này. Đó, các nút cầm rất là thích tay. Đó, chỉnh bát, chỉnh chép ở trên này. Đã được tôi lắp sẵn một cặp bóng rồi đây. Đấy, một cặp bóng rồi. Đó, Tubi T1. Và phía sau đây, phía sau được trang bị một cổng nguồn DC 12V và một đường out của hoa sen. Đấy, đường out hoa sen và đường in hoa sen, đường AV thôi. Con này rất là đơn giản đây anh em nhá. Đấy, không thay đổi âm sắc của anh em mà kết hợp với DAC hoặc là vào bộ dàn âm thanh của anh em thì thay đổi âm sắc hơn rất là nhiều. Đấy. Con này thì không có Bluetooth anh em nhá. Duy nhất 3 mẫu mới giới thiệu cho anh em thì con Tubi T1 này là không có Bluetooth. Và giá trị thì cực kỳ phải chăng, chỉ có 850.000 trên một bộ sản phẩm này, bảo hành 12 tháng cho anh em. Đó, Tubi T1. Rồi, và người anh em của Tubi T1 tính là con Tubi M1 anh em nhá. Mẫu này mẫu cao cấp hơn. Tubi M1. Đấy, con này này, đọc được thẻ nhớ này, đọc được USB này. Đấy, chỉnh bát, chỉnh chép và chỉnh cả mid này. Đấy, duy nhất của con này chỉnh cả tiếng Trung anh em nhá, tiếng Trung. Đấy, con này có cả điều khiển luôn. Đấy, con cá điều khiển. Đấy, Tubi M1. Đấy. Và phía trên anh em, đấy, phía trên này được trang bị hai cổng cắm bóng này và những nút nguồn này anh em này, nút nguồn kèm nút chuyển chế độ này, đấy, nút tăng giảm âm lượng ở đây, đấy, đây hai nút tăng giảm âm lượng qua bài, đây là nút play hoặc tạm dừng, đấy, nút chức năng, đấy, bóng này giống hệt cái bóng của con M1 anh em nhá, con T1 anh em nhá, Tubi M1, đặc biệt con này có thêm cả đường Bluetooth anh em nhá, Bluetooth này, đấy, có thêm cổng Bluetooth, đấy, đường in vào có cả Bluetooth. Đường hoa sen AV này và vẫn đường out duy nhất từ đường AV thôi. Đấy, nguồn 12V. Đó, con này đã được nâng cấp hơn rất là nhiều so với con Tubi T1 với rất nhiều tính năng cải tiến hơn. Đấy, và ngoài ra còn chỉnh được cả mid luôn, chỉnh được cả tiếng Trung. Đấy, Tubi M1 đọc USB thẻ nhớ có điều khiển anh em nhá. Đó, Tubi M1. Con Tubi M1 này thì với giá thành là 1.550.000 anh em nhá. Đấy, 1.550.000. Đó. Và một cái mẫu cao cấp nhất để muốn giới thiệu cho anh em đó của Suka Audio anh em không? Còn này là con Tubi T5C pre-đèn tích hợp giải mã DAC giải mã anh em không? Con này tích hợp cả chip DAC giải mã phía trong này anh em không? Đấy, cực kỳ hiện đại. Đấy, tính năng nhiều hơn. Đấy, mặt đằng trước đấy, con này cũng trang bị nút gạt on off thôi. Đấy, on off và các chế độ đầu vào Bluetooth này, USB này, AUX anh em có thể chọn đó, để cho nó phù hợp. Đấy, một nút tai phone, con này nút chỉnh bass, chỉnh chép và lượng volume tăng giảm âm lượng và các nút đây đã được cải được sang hơn rất là nhiều so với con M1 và con T1. Đấy, những nút khứa này rất là sang trọng, cầm rất là thích anh em nhá. Đó, và đặc biệt dòng này ngoài tích hợp giải mã và đã được nâng cấp lên bóng Mỹ anh em nhá, nâng cấp lên một cặp bóng Mỹ như này rồi. Đấy, đã được nâng cấp lên bóng Mỹ. Đó, rất là xịn sò. Đấy, anh em biết rồi đấy, nghe bóng Mỹ với bóng thường thì khác hẳn ngay. Đấy, khác hẳn. Đấy, chất âm khác hẳn rất là nhiều. Đấy,
clip này thì Quang Minh Audio chỉ giới thiệu cho anh em, chứ không xin phép là sẽ không test sản phẩm nha. Có những sản clip riêng biệt cho từng sản phẩm thì Quang Minh Audio đã test rồi. Clip này xin phép không test. Và đặc biệt dòng này ngoài đường in vào đường Bluetooth hoặc đường hoa sen còn có một đường in nữa. Đường in nữa đường PC USB để anh em nào chơi từ laptop ra để có thể sử dụng cái đường in này, PC USB này, và con cáp PC USB đi kèm anh em nha. Vẫn được ao ra hoa sen, nguồn 12V. Tubi T5C Pre đèn tích hợp DAC giải mã, chỉ 2.350.000 một bộ sản phẩm. Anh em nha. Trên đây Quang Minh Audio sẽ giới thiệu cho anh em ba cái mẫu Pre đèn tốt nhất hiện nay, với giá thành được cực kỳ phải chăng để anh em có thể lựa chọn cho mình những cái bộ Pre đèn sao cho phù hợp với nhu cầu của anh em đó. Và ngoài ra anh em mà những con T1 hoặc con M1 rồi bóng thường, anh em mà muốn nâng cấp lên bóng Mỹ thì Quang Minh Audio sẽ có cái cặp bóng Mỹ đi kèm như này, hoặc kể cả là con Tubi TDMC, anh em muốn sơ cua cầm lên bóng Mỹ để sơ cua sẽ cung cấp cho anh em một cặp bóng Mỹ như này. Một cặp đánh bóng Mỹ này, một cặp hai chiếc này, để cho anh em chỉ 200.000 một cặp, để anh em có thể về nâng cấp hoặc sơ cua đây, 200.000 một cặp bóng Mỹ này, và một cặp ở thị trường nó bán với giá là 250.000 anh em nha, và mọi thông tin anh em liên hệ với Quang Minh Audio 0944737321, tôi dùng Zalo số đó luôn, anh em có thể kết bạn Zalo, tôi sẽ tư vấn cụ thể và gửi hình ảnh video cho anh em, và anh em nào ở Sài Gòn có thể qua cửa hàng. Trong quận 7, còn Hà Nội qua quận cửa hàng ở quận Đống Đa và quận Hoàng Mai. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn mà yêu thích video thì đừng quên đăng ký kênh và nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Quang Minh Audio. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video clip kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.